Xin chào tất cả các em học sinh khối 12. Thầy Diệp Tình, giáo viên toán trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Khiêm. Rất vui được gặp lại tất cả các em qua chương trình dạy học trên truyền hình. Và hôm nay, thầy trò chúng ta cùng hệ thống và củng cố lại toàn bộ kiến thức phần giải tích từ đào học kỳ 2 cho đến bây giờ. Đó là bài ôn tập chương 3, chương nguyên hàm tích phân và ứng dụng, thực hiện trong hai tiết, theo phân phối chương trình là tiết 66 và tiết 67 hôm nay chúng ta thực hiện tiết đầu tiên. Trước khi đi vào hệ thống các bờ tập ôn trong chương 3 này, chúng ta cùng điểm lại, nhắc lại và củng cố lại một số kiến thức lý thuyết cần lưu ý trong chương 3 này. Trong chương 3 này, các em nắm vững cho thầy ba nội dung chính giống như tiêu đề của chương, đó là nguyên hàm, tích phân vận dụng. Một, về phần nguyên hàm, thì các em nắm vững lại cho thầy định nghĩa tính chất của nguyên hàm, bản nguyên hàm của các hàm số thường gặp và phương pháp tìm nguyên hàm, hai phương pháp phổ biến là đậu biến số và từng phần. Hai, về nội dung tích phân thì tương tự như vậy, chúng ta cũng phải nắm vững định nghĩa, tính chất, phương pháp tính tích phân, trong đó hai phương pháp phổ biến là đậu biến số và từng phần. Về phần ứng dụng tích phân, phần 3 thì trong phần này may nằm ở hai khía cạnh ứng dụng tích phân trong hình học thì ta nguyên cứu về ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phản và tính thể tích của vật thể. Ứng dụng tích phân trong vật lý thì ta sẽ dùng tích phân để tính quãng đường đi được của một vật chuyển động có vận tốc phụ thuộc theo thời gian và đó là một trong những ứng dụng phổ biến của tích phân trong vật lý. Như vậy tổng quan lại về chương 3 thì các em nắm vững cho thầy ba vấn đề trên ở đây phần kiến thức cơ bản các em đã được học trong các bài cụ thể. Và bây giờ thầy chỉ đi vào phần chính của ông tập chương 3, đó là hệ thống lại các câu hỏi ông tập. Phần đầu tiên thầy đi vào nhóm bài tập về nguyên hàm. Thầy đi câu thứ nhất. Cho hồng số fx bằng sin bóng x nhân cốt bình phương x. Tìm một nguyên hàm f lớn x của hồng số fx đã cho biết f lớn b đến 4 bằng 3 phần 4. À như vậy, ta cần đi tìm một nguyên hòm F lớn x của hòm số này. Thì điều đầu tiên chúng ta phải đi tìm họ tất cả các nguyên hòm của hòm số này trên tập xác định của nó, trên các khoảng xác định của nó. Vậy thầy gọi A là họ nguyên hòm của hòm số này. Để tìm nguyên hòm của hòm số này thì mang cách biểu thức dưới giáo nguyên hòm là tích của sin bóng x nhân cốt bình phương 2x. Ta có bo hướng xử lý chỗ này một là ta biến đậu trực tiếp đưa về các hồn số có trong bảng nguyên hòm đã học Hạt ta sử dụng phương pháp đổi biến số hạt phương pháp từng phần thì mấy em thấy trang bài này phương án khả thi là phương án 1 hạt ha thay chọn phương án ha đổi biến số nhưng thực hiện đổi biến số thì mấy em cần tìm cho thấu mối liên hệ giữa sin bóng x và cốt bình phương 2 x trang bài này Vậy ở đây thầy muốn nói môn hệ là mấy con biểu thức này từ số này có phải là độ hồn của anh đã có hết. Nó là cái của anh nào đó? chứa độ hồn của biểu thức đã cho trước đó không? Trong bài này rõ ràng ta thấy sin bóng x có liên quan đến độ hồn của cốt bình phương 2x. Vì vậy thầy đặt t bằng cốt bình phương 2x. Như vậy biểu thức giáo nguyên hồn cốt bình phương này ta đưa được theo t. Vấn đề là ta phải tìm cách đưa sinh bóng x dx theo t và dt. Việc trước hết ta này lái vi phân lên. Lưu ý gia thầy độ hồn của cốt bình phương 2 x trang bài này thuộc dạng u mũ alpha bằng alpha nhân u độ hồn nhân u mũ alpha trừ 1. Và tiếp tục cốt 2 x độ hồn trang bài này thuộc dạng cốt u bằng trừ u độ hồn sinh u. Và tới đây, mang thấy biểu thức này về công thức lượng gió khiến ta liên tưởng đến công thức nhân đâu. Ha lần sin alpha cos alpha chính là sin 2 alpha. Trong bài này ta được sin 4x và ta viết lại. Vậy từ đây thầy rút ra sin 4x dx chính là bằng -1/2 dt. Và như vậy sin 4xx biểu thức còn lại chúng ta cần đưa về T hay DT thì bây giờ ta đã đưa được rồi. Đó chính là trừ 1 phần 2 DT. Và khi đó, may em đưa A, họ nguyên hồng A qua T và DT. Ta thay cốt bình bằng T, sin 4 x đi bằng trừ 1 phần 2 DT, hàng số trừ 1 phần 2, hàng số co thì đưa ra giáo nguyên hòm. Và đối với T, DT có nguyên hòm là trừ T t bình trên 2 nhân với trừ 1 phần 2 là trừ t bình trên 4 họ nguyên hòm tất cả với hàng số c nào đó và ta thay t là bàn cốt bình phương 2x ta được một hậu nguyên hòm a mà trong đó f lớn x là một nguyên hòm của hồn số này thì f lớn x phải có dọn trang với c là hàng số nào đó ta được kết quả như trang và bây giờ đi tìm một nguyên hòm F lớn x này thì vấn đề còn lại là ta đi tìm cái hàng số C đó. Và ta tìm cái hàng số C này bằng cách quay lại giả thiết ta còn F giả thiết F pin 4 bằng 3 phần 4. Sử dụng giả thiết này thì đơn giản. Mà em thấy x bằng pin 4 vào đây ta được một phương trình chứa C. Mà em lưu ý cho thầy là cốt của pin 3 bằng 0 ta giải được C bằng 3 phần 4 và ta thay vào lại ta được một nguyên hòm F lớn x thỏa yêu cầu bài toán cần tìm. Đó chính là trừ cốt một bóng của 2x chia cho bóng cộng 3 phần bóng. Và như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn sang à, cao số 1 phần nguyên hòm. Qua cao này, thầy muốn nhấn mạnh mấy em đến một vấn đề. Đó là thầy đã sử dụng phương pháp đậu biến số trong quá trình tìm nguyên hòm. Cách đặt câu hỏi trong bài toán này tiếp cận sót với đề thi trung học Phổ thông quốc gia Và nó dưới dọn là một câu hỏi trách nhiệm Nhưng mà thầy đạt và hướng dẫn cụ thể để cho em ôn luyện lại chương trang Tiếp tục vào nguyên hòm Thầy đi vào cao số 2 Cho f lớn x là một nguyên hòm của hồn số x bằng lóc nơi 3 của x 3 tất cả chiếc bình với một x tục khoảng trừ 3 đã Cánh dương vô cùng loại 0 Biết f lớn của 2 cạm f1 bằng 0 em hãy tính với thầy f của trừ 1 cộng f2. Và câu 2 này so với câu hỏi 1 thì cũng không khác là bao. Tuy nhiên ở mức độ ta có thể thấy rằng nó được nâng lên một bước. Việc đầu tiên đi tìm, đi tính giá trị này thì chúng ta phải tìm được cái nguyên hồn f lớn x. Sau đó ta thấy x bằng trừ 1, x bằng 2 vào thì ta tìm được cái tổng dưới này như vậy vấn đề vẫn phải quay ngược lại là, là đi tìm họ tất cả các nguyên hồn của hồn số này và f lớn x là một nguyên hồn cần tìm thì f lớn x phải có dạng đó cho nên thầy vẫn đạt ký hiệu trực tiếp f lớn x bây giờ đi tìm họ nguyên hồn của hồn số này thì dưới dấu nguyên hồn mang thấy xuất hiện biểu thức phê nhân log nê ba điều này khiến ta suy nghĩ đến phương pháp từng phần và ở đây thầy dành ram một phút để thầy điểm là công thức từng phần. Bây giờ vấn đề đặt ra là ta cần tìm cái hỏng nguyên hàm của u dv thì ta phải xem u là biểu thức ux nào đó và dv là bàn v phải x dx nào đó là vi phân của hồng v nào đó và khi đã có u và có dv thì ta phải tìm du và tìm v có u tìm đế u tức là ta lái vi phân mà bẩn chắc là độ hòm các em này còn có dv đi tìm v tức là ta đi tìm một nguyên hồn của hòm số v của hòm số đáp. như vậy tức là tìm nguyên hồn. như vậy thầy thống nhắc lại bước đầu tiên là ta lái vi phân bước thứ nhì này là ta lái một nguyên hồn. và theo công thức từng phần thì khi đó họ nguyên hồn UDV sẽ bằng U nhân V trừ họ nguyên hồn của VDU. VDU. Và trên tinh thần, thầy vừa nhắc lại công thức từng phần trên. Các em quan sát là ta đã thống nhất với nhau là dọn này ta sẽ đạt U bằng lấp 3, DV bằng VXDX. Và ta đặt U bằng lấp 3 của X cộng 3 dv bằng 1 trên x bình dx. Có u ta tìm ra du ta lấy vi phân lớp 3 của u độ hồn bằng u độ hồn trên u u là x cộng 3 độ hồn bằng 1 các em hiểu. dv bằng 1 trên x bình dx ta tìm ra một nguyên hồn một nguyên hồn của một x bình thầy lấy trừ 1 trên x và khi đó theo công thức từng phần bàn U nhân V ta được kết quả này trừ họ nguyên hồn VDU VDU trong mà đã được trừ 1 trên x nhân x cộng 3 đưa dấu trừ ra và dấu trừ công thức từng phần ta thành dấu cảm các em lưu ý cho thầy vài vấn đề còn lại ta tìm tiếp nguyên hồn họ nguyên hồn của hồn số này và họ nguyên hồn của hồn số này thì trong bài học cụ thể mà em đã học rất kỹ và ta rèn luyện rất nhiều rồi ở đây thầy phân tích thành 1 trên x x cộng 3 bằng 1 phần 3 thừa số 1 trên x trừ 1 x cộng 3. 1 phần 3 hàng số thầy đưa ra ngồi giáo nguyên hòm. Và như vậy, nguyên hồn của 1 trên x là lóc ni 3 trị đấu x. Nguyên hồn của 1 trên x cộng 3 là lóc ni 3 trị đấu x cộng 3. Và như vậy, ta được kết quả. Xong, thầy làm nhanh một bước. Chỗ này là lóc ni 3 trị đấu x trừ lóc 3 trị đấu cộng 3. Thầy dùng tính chất lóc O trừ lóc V bằng lóc 3 trị đấu U chi V. Và đây là họ tất cả các nguyên hồn của hồn số này trên các khoảng xác định của hồn số đó. Mà các khoảng ở đây cụ thể là trừ 3 đến 0 và 0 đến dư vô cùng. Như vậy, thầy muốn biết trên khoảng trừ 3 đến 0, 0 đến dư vô cùng, biểu thức nguyên hồn F -X này được xác định cụ thể như thế nào? Ở chỗ này, á rõ ràng biểu thức này nó sẽ khác nhau là phụ thuộc vào chỗ lóc 3 trị đấu x cộng 3 có nghĩa là ta sẽ tìm cách bỏ trị đấu này Vì vậy ta đụng đến dấu của x x cộng 3 và rõ ràng trong khoảng trừ 3 đến 0 thì x cộng 3 mang nó hiển nhiên là âm và trong khoảng 0 đến vô cùng x trên x cộng 3 là dương và bây vậy ta tiếp tục ta sẽ tìm cụ thể họ nguyên hồn trên từng khoản. Đây, thầy đã ghi ra kết quả cho các em như thầy đã hướng dẫn. Và để phân biệt thì tài ký hiệu lại đây là C1 và đây C2. Như vậy trên khoản này nguyên hồn đó có dọn là biểu thức này. Trên khoản này nguyên hồn của nó có dọn biểu thức trang. Bài này chúng ta cần lưu ý chỗ này. Như vậy thầy đã tìm được họ tất cả các nguyên hồn của hồn số này trên từng khoảng xác định của nó. Quay là giả thiết bài toán và yêu cầu bài toán. Thầy phân tích giả thiết bài toán trước. Với f lớn của trừ 2 cầm f1 bằng 0 thì đơn giản mang thấy x bằng trừ 2 và x bằng 1 vào biểu thức f lớn x. Tuy nhiên f trừ 2 ta sẽ thấy x bằng trừ 2 vào biểu thức nào thì mang thấy rằng rõ ràng trong bài này trừ 2 thuộc khoảng trừ 3 0 vì vậy ta thế vào biểu thức đầu tiên này Và x F của 1 thì 1 lớn không Ta thế vào biểu thức thứ hai này Và main thế vào ta được như trang Main sẽ lồng gọn các lớp ni 3 này Ta được C1 cạm C2 bằng 7 phần 3 lớp ni 3 của 2 Và giả thiết thầy có lẽ phân tích ở đó Quay là yêu cầu bà toán Thế thì x của trừ 1 cạm x2 tương tự Ta sẽ tính x của trừ 1 trong đó trừ 1 thuộc khoảng trừ 3 ta thay vào biểu thức nguyên hồn đầu tiên ta được kết quả này. Với S của ha ta thấy x bằng ha vào biểu thức nguyên hồn thứ hai vì ha lớn không ta được kết quả này. Và tương tự lồng gọn các lớp ni này là ta được một kết quả có chứa tổng C1 cạm C2. Mà trong đó giả thiết đã dẫn đến C1 cạm C2 bằng 7 phần 3 lớp ni của ha ta thế vào vật và tương tự cũng lồng gọn các lóc đi 3 giúp thầy ngồi dưới nhóm ta được kết quả 10 phần 3 lóc đi 3 của ha trừ 5 phần 6 lóc đi 3 của nam và xem như thầy đã giải quyết được yêu cầu của câu hỏi số 2 như vậy qua câu hỏi số 2 về nguyên hồn này điều chúng ta cần lưu ý là gì điều chúng ta cần lưu ý ở đây là thầy muốn nhắc nhở đến mà em ôn lại cho thầy việc sử dụng công thức từng phần trong quá trình tìm nguyên hòm. Điều thứ hai nữa là việc tìm ra nguyên hòm rồi thì may phải chú ý đó là nguyên hòm trên từng khoảng xác định hồn số. Nhưng mà do tùy yêu cầu của bài toán thì tại sao trang bài này ta phải tìm cụ thể ra từng biểu thức nguyên hòm trên từng khoảng của nó như vậy. Thì cái điều này nếu như giả thiết bài toán mà dùng đấy thì ta cần phải phân tích ra như vậy. Còn nếu không thì chắc là chúng ta để nguyên ở dưới dọn trị đấu như ban đầu chỗ này cũng được nếu như ta không dùng đấy. và bà tập nguyên hòm thầy vừa đây mấy em hai cao trang hiện rõ hai phương pháp đậu biến và từng phần thầy muốn kết thúc nội dung ông nguyên hòm bà một cao hỏa ở mức độ vừa và cao này có xuất hiện vừa mới xuất hiện trong đề thông khảo của bộ theo tinh thần hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình học kỳ 2 của năm học này tay vào cao số 3 cho hòn số x liên tục trên R biết sin x là một nguyên hồn của hồn số fx nhân a mũ x tìm họ tất cả các nguyên hồn của hồn số f phải x nhân a mũ x và nó là cao 44 trong đề thông khảo trung học của thông do 2020 của bộ vừa mới đăng tải và giải quyết câu này thế nào tìm họ tất cả các nguyên hồn của hồn số này trước hết thầy quay là yêu cầu bà toán người ta cho sin x là một nguyên hòm của hòm số này f lớn x là một nguyên hòm của f nhỏ x ta sẽ nghĩ đến định nghĩa dùng định nghĩa chỗ này mà f lớn là nguyên hòm của f nhỏ tức là f lớn x độ hòm và bằng f nhỏ x với một x thuộc d vậy ta phân tích giả thiết này ta được sin x độ hòm và bằng f x a mũ x và sin x độ hòm thì bằng cos x như vậy ta lập tức được biểu thức này và từ biểu thức này mang thấy rõ ràng ta đã xác định được hồn số fx bằng cos x chia a mũ x. Tuy nhiên cần thiết dùng đến nó tới đó không thì chúng ta từ từ quay lại tìm họ tất cả nguyên hồn của hồn số này. Thầy gọi B là họ tất cả nguyên hồn của hồn số cần tìm. Và mang thấy dưới giáo nguyên hồn xuất hiện tích của một biểu thức a mũ x nhân f phải nhân với f khiến ta suy nghĩ đến phương pháp từng phần và ta ưu tiên đạt DV bạn F phải kinh nghiệm chỗ này mấy em đã nắm bắt hết rồi vậy thầy đạt U bằng A mũ X DV bằng F và có U ta tìm DU là lái vi phân độ hồn của A mũ X là A mũ X vi phân là A mũ dx có DV ta tìm ra một là V là ta tìm ra một nguyên hồn một nguyên hồn của hồn số f phải chính là fx và theo công thức từng phần thì ta được họ nguyên hồn b sẽ bằng u nhân v trừ v du vào ta được kết quả trên và biểu thức đưa về xuất hiện thừa số fx 1 mũ x và giả thiết đã cho ta đáp án đó chính là cốt x vì vậy ta thế vào đây và ta tìm thêm họ nguyên hồn của cốt x mà hậu nguyên hàm của cos x là sin x và cuối cùng hậu nguyên hàm b cần tìm chúng ta là cos x trừ sin x cộng c câu hỏi trên chúng ta giải quyết và tương đối nhẹ nhàng và xem như thầy khép lại ông tập cho em một số câu hỏi về phần tìm nguyên hàm trước khi vào phần bài nhóm bài tập thứ hai là tích phân thầy muốn điểm lại trên màn hình có câu hỏi thầy vừa thực hiện trong nhóm bài tập về nguyên hòm. Các em hãy nhìn lại và thực hiện nên dễ lại cho thầy và phát triển từ những câu hỏi này sinh ra những các câu hỏi trách nhiệm mới cho thầy. Thầy vào bài số 2, tích phân. Ta đi câu đầu tiên. Biết hồn số f lớn x là một nguyên hòm của hồn số f x bằng 4 x 3 trừ 1 x bình cạm 3 x. Và 5 lần f lớn 1 cạm f lớn 2 bằng 4 x em hãy tính f lớn hai à với câu hỏi này thì mang thấy rằng chúng ta phải đi tìm nguyên hòm f lớn x đỏ rồi tính f a như thế nào thì mang coi ta trước hết ta xử lý bài toán giả dạ thiết f lớn là một nguyên hòm của hôm này thầy suy nghĩ đến ngay dùng định nghĩa và trong bài này thầy sẽ chọn tích phân thầy xác định là một đến 2 và tại sao thầy lấy cặn một cái hai Thì mấy cũng phải nhìn lại cho thầy bài toán trong bài này Ta đã xuất hiện những giá trị F1, F2 Và đó là điều khiến thầy suy nghĩ chậu cặn một cái hai Nhưng F lớn là một nguyên hồn của Fx Thì theo định nghĩa Và theo đó sẽ được bàn F lớn 2 trừ F lớn 1 Và đó cũng chính là công thức Newton lớp trong định nghĩa Thầy cũng nhắc là trên màn hình Thầy điểm lại trên màn hình các em nắm Xong, hồn số ít người ta đã cho cụ thể đây rồi cho nên thầy quay ngược lại tính cái tích phân này thầy tính trực tiếp thầy thấy hồn số ít bằng rồi và sử dụng nguyên hồn tổng hiệu bằng tổng hiệu các nguyên hồn vào đây cho thầy cũng như ta lái đưa về những cái hồn số này là có dọn nguyên hồn trong bảng nguyên hồn của mình hết rồi mang tính toán cho thầy và ta được kết quả bằng 19 như vậy, hai kết quả này đều là kết quả vì giá trị của tích phân từ 1 đến 2 fxx. Cho nên, xem như ta có một phương trình f2 trừ f1 bằng 19. Và quay lại với yêu cầu bài toán. Người ta cho, giả thiết bài toán người ta cho 5 f1 càng f2 bằng 3. Ta kết hợp với giả thiết ta được một hệ phương trình xem ẩn là f1 và f2. Và hệ phương trình này thì dễ dàng ta giải được. F2 bằng 24, F1 bằng 4. Yêu cầu bài toán tính F2, ta đáp án F2 bằng 24. Và câu hỏi đầu tiên của phần tích phân, thầy muốn điểm lại hai vấn đề. Một, ta xử lý tích phân, may và nám là định nghĩa cho thầy. Cái thứ nhất định nghĩa về tích phân. Hai, là thầy cũng muốn rằng điểm lại tính tích phân bằng phương pháp biến đổi đưa về các hồn số mà trên trong bỏ nguyên hồn ta đã có sẵn như vậy như vậy ta được một cách tính và cách đặt câu hỏi là cách đặt câu hỏi linh hoạt trong các nghiệm thầy qua câu hỏi số 2 về tích văn cho hàm số fx liên tục trên đoạn 0 10 thỏa tích phân từ 0 đến 10 fx dx bằng 2019 tích phân từ 2 đến 6 fx dx bằng trừ 1 em hãy tính giá tài biểu thức phê bằng tổng tích phân 0 đến 2 fx dx 6 đến 10 FXD. Với bài này thì mang thấy rằng ta cần tính giá trị bị tích phê mà bị tích phê trong này xuất hiện tổng hai tích phân cây Hai tích phân này ta tính thì mang thấy rằng để tính này thì ta có hai tích phân này có thể biến đổi đưa về sử dụng giả thiết là hai tích phân này được không? Và quan sát thì ta nhìn đây, mang thấy ở đây chủ yếu là cộng của tích phân thôi, 0 đến 6 đến 10 trong khi đề cho 0 đến 10, 2 đến 6 thầy thấy tương quan giữa tích phân này với tích phân này. Cụ thể, men sẽ nghĩ đến việc dùng một tính chất. Tính chất tích phân từ A đến C FXX bằng A đến B FXX cộng B đến C FXX. Và vì vậy dùng tính chất này vào đây thì men sẽ cho thầy cái tích phân này không đến ha, men sẽ đưa về 0 đến 10 FXX cộng 10 đến ha FXX mà nôm na ta chàng số 10 vào đây. Như vậy tích văn trang nhỏ ra thành tổng hay tích phân trang. Và biểu thức phê được phân tích thành tổng của ba tích phân trang. Ba tích phân này mới nhìn là mang là thái tiếp tục có mẫu liên hệ. Khi nãy tích phân này ta là nhỏ ra thành tổng hay tích phân Bây giờ ta là dùng tính chất y như thầy vừa nhắc lại. ta là gột hai tích phân trang đưa về một tích văn. Và đó là hai tích phân này đây các em. Hai tích văn này. Các em đã thấy mối liên hệ chưa? Thầy đặt cho thuận tích phân từ 6 đến 10 cộng 10 đến 2. Thầy giao phóng là thầy đọc như vậy. 6 đến 10, 10 đến 2. Như vậy, 6 đến 2. Ta dùng tính chất y lại. Gộp lại. Và sau khi gộp lại thì phê lại đưa về tổng hai tích phân. Trong đó tích phân này thì rõ ràng đúng như giả thiết cho. Còn tích phân này và tích phân này thì ta thái được không? Biến đổi về được không em? À được Chỉ đổi cái cặn 26 và 26 Ta nghĩ đấy dùng một tính chất Đó là đổi cặn tích phân Thay nhắc lại trên màn hình Và nhớ khi đổi cặn tích phân Thì phải đi đâu đổi giáo tích phân các em nè Tích phân từ a đến B F, X, Thì bằng trừ tích phân từ B đến a F, X, Và ta thực hiện đổi cặn tích phân này Ta đưa về tích phân trên Và hai tích phân này giờ thiết đã cho Ta thay vào Ta được đáp án bàn 2020. Vậy, cao số 2 của nhóm bài tập tích phân này, thầy đưa các em, các em cần lưu ý rằng việc tính tích phân hay tính một biểu thức là tổng hiệu của nhiều tích phân. Đâu lúc may phải suy nghĩ đến việc dùng tính chất của tích phân để thực hiện. Mà trong đó, hai tính chất điển hình nhất hai sử dụng, thầy vừa nhắc lại trên màn hình. Thầy kết thúc cao số 2 và bây giờ thầy vào cao số 3. Thầy cho tích phân y từ 0 đến 1 x cộng 1 trên căn x bình phương cộng 2 x cộng 2 dx. Thầy giả sử tích phân này kết quả biểu diễn dưới dạng căn a trừ căn b với ab là các số nguyên dương. Ai mày tính x bằng a trừ b. Thì thực chất đây là một câu hỏi tính tích phân nhưng thầy phải đạt cái dạng hình thức trách nghiệm. Bởi vì nếu như thầy đạt câu hỏi trách nghiệm là tính tích phân này kết quả bằng bao nhiêu thì việc cho thầy các em có thể dùng máy tính em bấm ngay. Nhưng thầy đạt ra kết quả như vậy thì ý đồ ra đề ở đây là đồ họa máy và có kiến thức, có kỹ năng để dễ. sao thầy cũng đó là cũng chỉ một phần hạn chế mang dùng máy tính thôi. Ở đây thầy sẽ dễ mang bằng cách dùng kiến thức và kỹ năng các em đã học để ta dễ. Mang quan sát tích phân y. Dưới gió tích phân bây giờ xuất hiện có chức can khiến ta suy nghĩ đến nếu đậu biến số thì ta sẽ đặt T bằng K. Và đó cũng là kinh nghiệm. Thầy cô giáo đã cũng hướng dẫn cho em qua như vậy rồi. Ở đây, thầy theo kinh nghiệm đó thế nào? Thầy đặt T bằng các can của x bình cộng 2x cộng hai Như vậy, can này thầy đã được biểu diễn theo T. Vấn đề là x cộng 1 đến x còn là làm sao biểu diễn đưa về T và DT. Muốn làm được điều đó thì trước hết, khi ta đặt T bằng căn này, các em thực hiện những bước nào là bình phương lên ta lái vi phân lên đề ở đây x bình cảm và x cảm ha vi phân chính là ha x cạm một x mấy bên này là ha t dt mang ước được hàng số ha và ta thấy xuất hiện ngay x cạm một x là kế chúng ta có nhu cầu đưa về t và dt đưa được ngay được ngay và như vậy nếu như nói về logic của bài toán đồng ý số thì xem như điều kiện cần ta đã thực hiện xong. Vì ta đã biểu diễn được đưa theo t theo x và dx. Tiếp theo các em đọc cặn. Với x bằng 0 mang thế vào đai ta được t căn 2, x bằng 1 thế vào đây được t căn 5. Và tích phân y đưa theo t sẽ là từ căn 2 đến căn 5. x cạn 1 dx chính là t, t và chia cho căn này chính là chia cho t. Ứớc lược cho t đây ta đưa về hồng hàng làm 1 dt một dt có nguyên hồn là t lái cạnh được căn hai căn 5 và ta thế cạnh được căn ha căn năm trừ căn ha và như vậy tích phân y thầy vừa tính xong kết quả thầy đã biểu diễn được về giờ giống như đề yêu cầu là căn a trừ căn b và đối ứng hoặc là đồng nhất ta được a bằng nam b bằng hai vậy giá trị của biểu thức x bằng a trừ b bằng bo đơn giản và như vậy cao số 3 của tích phân này mục đích của thầy là điểm lại cho em lần nữa về phương pháp đậu biến số trong tích phân và may và biết logic của bài toán đậu biến số cách suy nghĩ của bài toán đậu biến số là như vậy và chắc chắn các em sẽ suy nghĩ đến một cao thứ tư nữa là phương pháp từng phần đúng không và thầy sẽ giải tiếp một cao nữa Ông lại dây một câu nữa qua cao số 4. Cho tích phân ri bằng 0 đến 1, 2x 3. Thừa số A mũ 2x dx bằng O nhân A bình cộng B. Với AB là các số nguyên. A mình tính tổng T bằng O mũ 3 cạm B 3. Cách đặt vấn đề trong bài này không khó gì cao số 3. Và ở đây, mấy thấy rất rõ. Đó thì hiện phê x nhân A hồng mũ, A mũ. Như vậy ta nghĩ đến phương pháp từng phần. Ta đặt u bằng 2x cộng bo DV bằng A mũ 2x. Có U tìm DU. Ta suy đọc vi phân. Có DV ta tìm một nguyên hòm. Một nguyên hòm của A mũ 2x trong bài này. Mà em lưu ý nó có dọn A mũ AX. Nguyên hòm là 1 trên o A mũ AX. Trong bài này hệ số A bằng 2. Và theo công thức từng phần. Thầy cũng điểm lại công thức đó trên màn hình. Mà em rót vào, ta được U nhân V trừ tích phân từ 0 đến 1 VDU. Và thế cặn này cũng như tính tích phân này thì mấy em thấy nguyên hồn ta tìm một nguyên hồn của anh này tiếp tục là 1 phần 2 A mũ 2 x ta được như trang. mấy em thấy rõ trên màn hình và tiếp tục thế cặn vào lồng gọn ta được kết quả 2 A bình trừ 1 kết quả ta vừa tìm được so với yêu cầu giỏi thiết bài toán đưa ra ta thấy nó có dọn a nhân a bình cộng b đồng nhất ta thấy a bằng h b bằng trừ một b bằng trừ một và biểu thức t bằng a mũ ba cộng b ba thế vào mấy tính ta được giá trị bằng bảy và tiết ông tập đầu tiên của chương 3 đến đây tạm dừng cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của thầy hẹn gặp lại các em trong tiếp ông tập tiếp theo